Hello, everybody, welcome to Health với KT. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health với KT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game anime hả? Một con đại chiến các anime luôn ha. Đó. Ok, đâu giờ chúng ta không muốn xem cái giới thiệu thì chúng ta bấm bỏ qua ha. Còn cái này thì em sẽ để đây và đây là con gì đây? Đó. Đoàn trưởng Evin đồ ha. Đó. Bên này có bên này có lục đạo đồ nè. Đó, còn con này còn nhiều nhân vật theo không biết hả? Đây, anh em nào biết thì giới thiệu cho nhiều anh em khác ha. Đó, quýnh kìa, bên này có Naruto rồi, đó, rồi không? Ồ, bên kia, ở trên, hàng trên có Luffy nè, đây, hàng trên có Luffy nè, rồi, Luffy không cứu tỏi rồi. Rồi, xong luôn, lục đạo chơi kìa, đó, chơi vậy ai chơi lại? Trời ơi, đó, mày chơi hả? Chơi kiểu đó ai chơi lại? Ok, vô game nào. Cái này có nhân 8 nữa nên anh em nào thấy nó lâu quá thì có thể bấm nhân 8 cho nó qua cũng được ha. Rồi hướng dẫn đầu game vậy xong rồi đó. Bây giờ chúng ta đến đây. Điểm danh hàng ngày nhận 30 tệ ha. Nào. Rồi ở đây chúng ta sẽ có cái này là cái gì đây ta? Nạp nạp gì đó. Kim cương đỏ hả? Kim cương đỏ chúng ta không có. Bữa này bỏ ốc bỏ heo gì kìa. Vé quay cũng không có luôn. Ơi, nay quay có cơ hội ra được Natsu hả? Nào, để đó đi. Ok. Tí chúng ta tính. Còn ở đây là quà VIP trục. Quà VIP chát vậy. Ok, quà VIP hơi chát nha. Chắc nó vì Kim Nguyên Bảo đầu game nên nó hơi chát đó mà. Rồi cái này là cái gì đây? À, quà nạp 6 tệ. Rồi cái này đồ phi chúng ta 648 lần quay là 648 tệ đầu game hả? Chứ là 10 vé quay. Này có GM nữa nè. Mà làm sao lên GM thì chưa biết. Rồi ta trang bị đây vé tệ. Nào lên được S VIP 1 nha. Ok. Tiếp mới có 30 tệ á. Chắc ăn cái này nữa là. Nào lên được S VIP 4 nha. Rồi đây là cái shop quay tướng nè. Quà. Ở đây quà VIP nè hả? S VIP 4 là cái này. Đó, vũ khí rồi vàng đồ cái kiểu. Còn cái này quay tướng nè, hồi nãy chúng ta có 10 cái quay hả? Quay luôn. Rồi 7, 2, 4, 5, 700 mấy hả? Ok. Đó, tướng đẹp, tướng xịn chưa? Quá trời xịn rồi còn đâu cái gì nữa. Ôi giời ơi, 5 sao. 4 sao. Bên này, trời ơi. Rồi là chắc hình đầu rồi, biết mà. Hai cái hình cuối khó ra lắm. Đù, siêu nhân điện quang. Đó. Ngày xưa đâu có phim hoạt hình này đâu, có mấy cái phim này thôi à. Nada rồi cái gì đây biết con này nè thấy không, kim cương vẫn còn y nè ha. Và cái vé hồi nãy 10 vé ở đây giờ còn 9 vé nè. Đó hay gì vậy? À quà wow, quay hả? Hư chưa có gì hết. Tướng thì được một con tím hả? Giờ chúng ta quay nữa, quay nào ra một con VIP thì thôi chứ
trong này không biết có cơ hội ra được một con hoàng kim không đây. Ok, đó một con tím 5 sao. Trời ơi, skin cũng cùi hả. Thì tiếp luôn, quay hết luôn hả? Trời ơi, lại một con tướng tím nữa nè. Tím mà có 3 sao, 4 sao à, méo được 3 sao nữa. Đó là méo được 5 sao nữa chứ. Nào. Thật là buồn quá đi đó mà. Thằng Eren đúng không? Đúng rồi, Eren. Eren sao cùi vậy ta? Tím nữa kìa. Cách quay ở đây là giỏi lắm, nó lên tím mà. Ta, ủa gì vậy? Cái gì nè? À, quà để bô hả? Nhưng mà chưa đâu. Có cái chỗ quay con Luffy mà đâu rồi ta? Đây 38.000 hả? Ok, một con tím. Đù, quay ở đây có bộ ngon hơn nè. Wow, wow. Nào. Nào, thấy không? Quay ở đây có bộ ngon hơn nè. Nhìn mấy con này ngầu hơn con kia nữa. Đó. Ồ, Harry Potter luôn nè. Đó. Quay đây tốn tiền thiệt nhưng mà ra tướng xịn mịn nha. Nào. Một con tướng vàng đó nè. Một tướng vàng. Vàng. À, nó đéo phải tướng vàng. Quay thêm 3-4 lần nữa đi. Chắc theo nghĩ là nó cũng nó bị full cái túi. Đây nè, full rồi. Anh đâm cái túi lên không mà tốn tiền dữ ta. Tưởng đâu là rẻ, anh đâm cái túi lên không là hết, muốn hết mạng nó cái tiền rồi. Hồi nãy ra 3-4 con tím rồi, bây giờ rồi xong luôn. Đó, hay chưa? Ok, ok. Trời ơi, nát sư. Rồi, thôi nghỉ, méo quay nữa. Freezer luôn, trời ơi. Nghỉ, không quay nữa, tốn tiền. Nào, mai rồi quay tiếp. Nào. Nó lại là hợp lý. Ôi giời ơi, anh em ơi. Quay ngoài đó là tốn kim cương nha. Nên là chúng ta cứ tích kim cương và quay cái event trong ở ngoài đó ha. Còn ở trong này thì dẹp hết mấy con này đi. Ok, mấy con cùi bắp, cùi mía này heo dẹp hết nha. Đó, cho nó trống cái túi chứ. Cái túi toàn là mấy con tướng tàu lô không à. Ấy dù. Đây, đem con Natsu ra. Rồi đem con này ra. Ủa nhưng mà làm sao bây giờ bỏ ta? Bà mẹ nó. Đây. À đây đây đây, đúng rồi. Rồi rồi rồi, đã hiểu đã hiểu. Ta có thể bỏ qua cái màn này được không? Nhìn thì có mấy con thì nó đẹp thiệt đó, mấy khúc nó đẹp thiệt đó, nhưng mà đó, trời ơi, Luffy, cái này là Luffy nha, Luffy thầy nữ. À. Rồi còn bây giờ thì em sẽ đem mấy con này đi hiến tế hết luôn ha. Bây giờ mình biết chỗ bấm rồi. Trung Quốc nhiều khi nó gây bất lợi cho chơi game nhưng mà không sao.
Ui bây giờ nhìn lại mấy con tướng 3 sao nhiều dữ trời. Rất nhiều luôn, gần như là muốn hết luôn cái túi rồi đó. Rồi ok nè ha. Đó. Rồi chấp vô trong vắt luôn, khỏe. Bây giờ còn mấy vé ta để quay riết rồi chút hết luôn. Còn 5 vé hả? Ok, 5 vé chúng ta sẽ xử luôn. Ủa hết rồi, hết quay được rồi. À lần VIP chắc ngày quay được cái nhiêu đó quá. Rồi ok, nhận quà thôi. Mở ra được thể lực hay gì kìa. Đó, trang bị đâu được một món trang bị tím ta. Nào nó gọi là hợp lý. Ui rồi mát có cái quần xị của ông nào nào chứ. Ô đây online, online nhận vé tệ luôn nha. Nào bây giờ chỉ nhập code thì nằm đâu ta. Đây không phải chỗ code, đây là quay ra rồi. Cái code nằm đây nè ha, cái ba vạch nè. Rồi ok, code không biết còn xài được không. Ok một code đây. Ok, một code được. Hai code được. Ba code. Bốn code. Rồi bây giờ vô coi quà hả. Kim cương nè, rồi hỡi lực nè, rồi đá nè, rồi kim cương nè hả. Đó, kim cương nữa nè. Rồi một cái kim cương và vé quay. Nhưng mà vé quay bây giờ hết quay được rồi. Chưa? Em thấy là bây giờ chúng ta nên dồn hết tiền vô cho con nát sư ha. Thì nát sư là cái con mà hồn cao nhất ở đây của heo. Đó. Đây có cái mũ 95 ha, mũ của Usopp. Bao tay, không biết bao tay của thằng nào. Thì áo. Rồi một cái quần xịp của đứa nào. Vũ khí, ê cái này đi. Khối cầu hả, năng lượng hả. Rồi ok, bây giờ chúng ta đi đánh bầy trận thử hả. Link thì heo sẽ để dưới phần mô tả cho anh em nha. Thì ok, đánh con nào vậy. Không đánh một mình hả? Đúng, con boss màu tím hả? Không, không sao, không sao. Ta sẽ không sợ con boss đấy. Đó, độc dược cũng không si nhê gì với ta đâu. Vé này vé gì ta? À vé gồm mê hả? Đụt lên ếch VIP hả? Gì ngon vậy? Khoan để ra coi cái vé này là vé gì đây. Ủa cái này là vàng mà. Hay là nó mở ra random ta? Heo nghĩ chắc là mở ra random á. Rồi vậy đây chắc nó mở ra random rồi hả? Ngày 2 chúng ta sẽ nhận được một con tướng vàng 2, 4, 6 sao hả? Nào. Rồi ngày 3 là 328 tệ. Rồi ngày 4 là vé quay. Ngày 5 là một con tướng 5 sao, 6 sao nữa. Rồi ngày 6 thì 650 tệ. Và ngày 7 là thêm một con tướng nữa hả? Đó. Thì thấy game vui cũng khá nhiều hả? Anh em là có chơi thì tải về. Còn tướng thì quay thì nó sẽ ra đó. Bạn bè nó thôi, mới vô mà bạn gì chỉ đâu bạn.
ở đây là danh sách tướng nè. Đó, có rất là nhiều tướng luôn. Mà đa số là hẻo méo biết. Đây là Lục Đạo nè. Đó. Đây, con này là con gì á, không biết luôn. Con này là Madara nè ha. Đó, rất là nhiều luôn, anh em nào có chơi thì tải về hả? Đục có cha Palo nữa nè, nào ngầu nha. Thôi ok, anh em nào có chơi thì tải về, link heo sẽ để dưới phần mô tả nha. Gia xua đồ các kiểu, đủ thể loại luôn. Ok, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn.